Thưa quý vị, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 6 tháng 10 năm 2022, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Thanh Niên về vấn đề Nga sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson ở miền Nam và miền Đông Ukraine vào nước Nga. Bà Hằng cho biết Việt Nam quan tâm, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình gần đây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine và Việt Nam cũng kêu gọi các bên liên quan nối lại đối thoại, giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm cộng đồng quốc tế và sẵn sàng đóng góp vào quá trình đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Trước đó, trong một buổi lễ được tổ chức tại Điện Kremlin vào ngày 30 tháng 9 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson. Động thái này diễn ra sau khi các khu vực này tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga. Theo kết quả trưng cầu được chính quyền 4 khu vực công bố, đa số cử tri đồng ý sáp nhập. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước phương Tây đã chỉ trích quyết định sáp nhập 4 tỉnh của Tổng thống Putin và áp thêm các lệnh trừng phạt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về diễn biến xung đột Nga-Ukraine tại địa chỉ thanhniên.vn, kênh YouTube Báo Thanh Niên và kênh YouTube Điểm Nóng Toàn Cầu. Kính mời quý vị đăng ký và ấn nút chuông để không bỏ lỡ những thông tin từ chúng tôi. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.